Xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu tiếp theo vào 75 Kim An. Nguyễn Việt Đức, Nam Từ Liêm trang phục màu đỏ. Nguyễn Văn Tuyến, Hoài Đức mang trang phục màu xanh. Mời hai vận viên về giữa thảm làm thủ tục xe đẩy. Nguyễn Đạt Tuyến, Hoài Đức thắng tuyệt đối.